Tổng thống Nga Vladimir Putin dự báo quan hệ Nga-Trung sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Ông Putin đưa ra phát biểu trên tại trung tâm Moscow hôm ngày 17 tháng 3, sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tờ South China Morning Post cho biết ông Putin đã giành được 87,8% phiếu bầu. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Nga thời hậu Xô Viết, theo cuộc thăm dò do tổ chức ý kiến công chúng FOM thực hiện. Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin cho biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố ổn định, trong khi mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước cho phép phát triển mối quan hệ song phương hơn nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã định hình trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc rất mạnh và chúng tôi đang bổ sung cho nhau. Đề cập đến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin nhấn mạnh, tôi chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ được duy trì, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc. Theo ông Putin, quan trọng nhất vẫn là lợi ích chung của hai nước, và điều này tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết các nhiệm vụ chung và trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò là yếu tố ổn định. Mặc dù không phải là một liên minh chính thức, Trung Quốc và Nga đã xây dựng mối quan hệ đối tác không giới hạn. Căng thẳng với Mỹ và các đồng minh về cuộc xung đột Ukraine đã đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Trung Quốc đã thay thế châu Âu trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, trong khi sự phụ thuộc của Nga vào các sản phẩm của Trung Quốc cũng ngày càng tăng. Trong diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử Nga, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez hôm ngày 17 tháng 3 đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, chính phủ Nicaragua cũng gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống Putin.